Thời gian gần đây, mạng xã hội đăng tải một số nội dung thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra ý kiến đề nghị thí điểm xử phạt người độc thân. Bộ Y tế khẳng định đây là những thông tin bị đặt sai sự thật. Cụ thể, ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có công văn số 4737 về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Trong đó có nội dung cử tri đề nghị có biện pháp cụ thể để nâng tỷ lệ sinh ở các vùng đô thị theo văn bản này nêu rõ tại những địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp cần tập trung ưu tiên thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp nhằm dẫn động hỗ trợ khuyến khích người dân sinh đủ hai con không có nội dung xử phạt người độc thân